MSI Modern 14 đã quá quen thuộc với sự nổi tiếng này cũng như là mỏng nhẹ thời trang, và sẽ có rất là nhiều các phiên bản để cho các bạn lựa chọn từ màu sắc cho tới cấu hình. Với phiên bản mới nhất của MSI Modern 14 mình đang có ở đây thì gần như là giống y hệt với phiên bản MSI Modern 14 mà có đồ họa tích hợp mình đã review trước đó. Link thì mình sẽ để đâu đó ở trên màn hình cho anh em click vào nhé. Tuy nhiên thì ở phiên bản trước đó thì chỉ có màu đen thôi. MSI đã cực kỳ tâm lý đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt là sắp tới 14 tháng 2 nữa. Thế là nếu như bạn nam nào mà có ý định tặng người yêu trong dịp Valentine này thì MSI Modern 14 phiên bản màu hồng này sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Và hôm nay thì để review một laptop này mình cũng đã mặc một chiếc áo màu hồng cùng tông luôn. Và hãy bắt đầu vào cùng video này cũng như là để tìm hiểu mẫu laptop này luôn nhé. Ở phiên bản này thì cũng sẽ có vài sự nâng cấp nhẹ. Thì đây vẫn sẽ là dòng laptop Ultrabook, toàn bộ máy được làm bằng hợp kim nhôm, độ mỏng vẫn sẽ là 16,9mm, cân nặng chỉ có 1,3kg với lớp phủ màu hồng xung quanh máy có lấp lánh nhẹ. Thực sự là nhìn trên ảnh so với ở ngoài thì ở ngoài mình đánh giá nó đẹp hơn rất rất là nhiều. Chất lượng hoàn thiện của MSI của Modern 14 vẫn luôn tốt trong tầm giá khoảng 20 triệu. Bản lề thì sẽ là bản lề dạng nâng chắc chắn, có thể mở ra được một góc là 180 độ. Các bạn vẫn có thể mở ra được bằng một tay rất là dễ dàng. Khi sử dụng hay là gõ phím cũng ít xảy ra hiện tượng rung lắc ở phần màn hình. Webcam vẫn được MSI trang bị ở cạnh trên của máy. Màn hình này thì sẽ là màn hình 14 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 60Hz và 45% NTSC. Ba cạnh viền mỏng thì sẽ cho các bạn góc nhìn rộng hơn này, khả năng quan sát tối ưu hơn. Và với một chiếc laptop như thế này thì kích thước cũng sẽ vô cùng nhỏ gọn để cho các bạn có thể mang đi làm cũng như là mang đi di chuyển nhiều. Cấu hình thì sẽ được trang bị Intel Core i7-11165G7, VGA tích hợp Iris Xe Graphics. Với phiên bản mới hơn này thì RAM đã được nâng cấp lên là 16GB, ổ cứng 512GB với dung lượng lưu trữ rất là lớn. Và với mức cấu hình như này, các bạn có thể sử dụng được rất là nhiều các tác vụ phục vụ công việc hàng ngày, phù hợp với các công việc văn phòng như là Word, Excel phục vụ nhu cầu giải trí. Bàn phím gõ tốt, phím bấm được thiết kế màu đen làm nổi bật lên phần bàn phím. Layout rất là rõ ràng, các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm một chút nào cả. Thêm vào đó thì bàn phím còn hỗ trợ đèn LED để cho các bạn có thể sử dụng được trong môi trường thiếu sáng. Touchpad tracking tốt, mượt mà, lại còn cùng màu hồng với cả tông màu máy luôn. G2 hay 3 ngón đều cho tốc độ phản hồi rất là nhanh. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, một jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt và một khe thẻ microSD. Thời lượng pin thì có thể kéo dài đủ một ngày cho các bạn có thể giải trí và làm việc thoải mái. Tổng kết lại thì màu hồng của MSI phiên bản Modern 14 này thực sự rất là đẹp. Dung lượng RAM lớn hơn này, mức giá thì quá là ổn với một con chip thế hệ thứ 11 mạnh mẽ. Thì các bạn nghĩ sao về mẫu MSI Modern 14 này? Để lại phần bình luận phía dưới cũng như là link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.